chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Nhi, Diệu Nhi Official. Và đây là tập 2 của tập bánh mì Sài Gòn. Mở đầu tập 2 này là một quán bánh mì rất là đặc biệt, không giống những cái quán bánh mì khác. Và Nhi hy vọng là mọi người sẽ ghé quán này thường xuyên hơn, cũng như là sẽ góp một sức mình, góp bột nè, đường nè. Nói chung là thôi, vô trong chỗ tiệm bánh mì đi ha, là chắc chắn mọi người sẽ hiểu. Đi với Nhi nha. Lẹ lên, quẹo. Đi vô đây. Tới luôn. Đây, tiệm bánh mì Happy Sun. Ai đi ngang á con đường này á, nhớ ghé tiệm bánh mì để ủng hộ nha. Chào tụi em. Hôm nay có Sơ ở đây không em? Dạ, chào chị. Các bạn thân mến, trước khi mua bánh mì thì xin mời các bạn hãy cùng với Diệu Nhi tìm hiểu về tiệm bánh mì Happy Sun này nha. Em chào chị. Dạ, chị có thể giới thiệu một chút về mình được không? Dạ, Sơ tên Trần Thị Ngọc Bích, Sơ dạ. Thuộc về hội dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức ạ. Nhưng mà em kêu bằng chị được không hay là dạ, em phải gọi bằng Sơ? Dạ, à? Được ạ. À, dạ được hả? Dạ, vậy dạ, cho em xin phép gọi bằng chị nha. Dạ, tại vì em thấy Sơ còn trẻ quá. Dạ, dạ. Em không biết là cái tiệm bánh mì này của mình đã thành lập lâu chưa ạ? Dạ, từ ngày 21 tháng 1 năm 2018 ạ. À, vậy là được 2 năm rồi. Dạ. 2 năm là... thu nhập là ổn định không hả chị? Thu nhập của cái tiệm bánh này mang lại nè. Thực tế cái năm đầu ấy thì gần như âm nhiều. Cái năm thứ hai ấy thì chỉ có đủ tiền trả nguyên liệu và trả cái tiền cho nhân viên của các em. Đấy. Thế là vừa đủ. À, là mặt bằng người ta cho mướn, người ta không lấy tiền luôn hả Sơ? À, cái mặt bằng này của nhà dòng muốn tạo điều kiện cho các em. Thì ngoài những cái đóng góp là hiện vật hiện kim nè, thì vẫn có thể làm mọi người đóng góp đường, bột làm bánh rồi dụng cụ làm bánh cho các em cũng được đúng không Sơ? Dạ. Dạ, cảm ơn Sơ rất là nhiều. Và Diệu Nhi cũng như là Sơ cũng hy vọng là mọi người sau khi xem clip này có thể đến đây với địa chỉ là Diệu Nhi sẽ để bên dưới nha, để có thể gặp trực tiếp Sơ hoặc là có thể gửi đến những nguyên liệu cũng như là những đóng góp bằng hiện kim nha. Còn bây giờ thì mình mua bánh nha mọi người. Thì hôm nay mời mọi người thưởng thức cái bánh này, nó vừa mới ra lò. Dạ. À, bánh mì Hàn Quốc bên trong nó có nhân gì không? Dạ không ạ. Dạ. Dạ, dạ, em mua hết 5 cái bánh này. Chị rồi đủ rồi. 5 người. Có bánh sinh nhật nữa nè. Bánh flan nè, rồi rau câu dừa, bánh su kem, sữa chua nếp cẩm, nước mát, nước mũ trôm, bán rất là nhiều mà các bạn đi đường có thể đi ngang qua ghé mua nha, vừa có nước vừa có bánh. Bây giờ mình sẽ ngồi mình ăn nha, mình ăn một cái nha. Mình sẽ chọn cái bánh nhỏ nhất các bạn ơi. Thơm mùi bơ với lại mùi bột nhiều hơn là mùi mè, rất là thơm. Wow. Lớp ngoài rất là giòn nha, wow, hay vậy ta. Sao nặng sao hay vậy, bẻ ra bên trong nó không có gì hết trơn á mọi người. Sao bên ngoài á nó căng lên hay dữ vậy? Mình chưa ăn bánh này bao giờ chứ đó luôn á. Ê, ngon mọi người ơi. Nó ngọt mà kiểu mà ngọt lợ lợ chứ không có ngọt sợt nha. Thơm quá. Không. Ngon quá các em ơi. Lần đầu tiên dặn cái bánh này luôn á. Một cái bánh này là bao nhiêu tiền em? 10.000. Bánh mì Hàn Quốc 10.000. Nó ăn cái vị nó kiểu nó giống cái bánh mì Việt Nam của mình nè. Bên ngoài thì nó giòn, bên trong thì nó dẻo. Ngon quá. Buổi chiều này vẫn còn no dư âm của buổi sáng, buổi trưa đó mọi người. Nhưng mà ăn cũng rất là ngon, miệng ngon kìa. Hả? Miệng dính gì hả? Thèm quá hả? À, mới ăn thử nè. Dạ, mới ăn thử nè. Bánh mì sandwich nướng bơ. Ủa em, trên đây có số điện thoại là mình gọi điện thoại để ship bánh với lại mua bánh kem, đặt bánh kem được luôn hả? Số điện thoại là 028 3840 9909. Và dĩ nhiên hy vọng là mọi người đi học hay đi làm ghé tiệm bánh thì có thể ghé ủng hộ, hoặc là các vị mạnh thường quân có thể gửi những món quà về vật chất hay là tinh thần. Ngon.
1, 2, 3, go! Thôi, cảm ơn chị nhiều nhé. Dạ, cảm ơn sơ, cảm ơn tụi em nha. Chúc quán mình là buôn may bán đắt nha sơ. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ đi tiệm bánh mì tiếp theo thôi. Dù như hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ quán bánh mì Happy Sun nha. Bây giờ thì mình đi quán tiếp theo. Phải thay đồ đó. Buổi sáng mặc cái đầm hả, sợ hả? Tối nay là trương sình bụng ra luôn. Chào mọi người, Diệu Nhi đang có mặt tại địa điểm thứ hai trong tập 2 này là quán bánh mì chảo. Từ trước giờ Diệu chưa bao giờ ăn chảo. Ăn bánh mì chảo nào bao giờ. Bánh mì chảo thấy có ở ngoài Hà Nội nè, có trong Sài Gòn cũng có, nhưng mà lần đầu tiên Nhi ăn luôn. Thì đây là một cái quán rất là nổi tiếng ở khu vực Gò Vấp. Quán này Diệu chưa ăn bao giờ hết là do bạn quay phim, bạn Hải đang quay cho mọi người đó. Là giới thiệu cho Nhi. Thì khi mà mọi người đến đây ăn thử thì có cái chuyện gì xảy ra hay là phản hồi như thế nào á, hãy comment ở dưới và nhắc tên bạn Hải nha, đừng nhắc tên Nhi nha. Bây giờ mời mọi người cùng ăn với Nhi nha. Trời ơi ngon quá đây nè mọi người ơi, này chả lụa nè. Ơ lộn, xíu mại, sáng đến giờ ăn bánh mì không quán luôn, xíu mại nè. Nóng á. Bò mềm, ngọt nữa. Thích ăn thịt bò xong rồi miếng trứng như này mọi người. Nóng quá, nóng quá. Nóng. Nóng quá, nóng quá. Những hình ảnh đẹp. Nóng quá cả nhà ơi. Những phải giữ hình ảnh đẹp nha, ăn ngoài đường. Salad trộn dầu giấm sẵn rồi nè cả nhà. Ở đây có nhiều mức giá lắm. Đó là ăn đầy đủ, ăn thử cho biết, cho nên là cảm thấy là nó mắc nhất á, 95.000. Ăn thử pate coi. Pate lạ miệng á. Nhưng mà mình vẫn thích ăn pate ba làm hơn. 0973 70 44 55. Bò ngon, xíu mại ngon. Ngoài bánh mì chảo ra mình còn bánh mì thao, bánh mì chậu, bánh mì nồi không chị? Mọi người ơi, trong lúc nhăn hết sạch cái chảo này thì mọi người hãy nhìn địa chỉ ở đây nha. Ai đi ngang qua khu vực này hãy nhớ ghé ăn thử nha mọi người. Mi Hà, thấy chị ăn là em thòm thèm lắm đúng không? Chị thấy em đứng từ xa mà em nuốt nước miếng liên tục nè. Mi Hà, đừng có lơ. Đứng đây. Đây là bé makeup Mi Hà, đó là hai makeup cho Nhi, đọc số điện thoại em luôn. 0919793859. Mời Mi Hà cùng ăn với chị Nhi nha. Trong lúc Mi Hà ăn, chúng ta hãy cùng đến quán tiếp theo nào. Em ăn xong bắt giờ ôm anh kia nha. Nghe nó hơi xà không? Mình đi thôi. Rất thư giãn mọi người ạ. Như mọi người thấy, không gian này, như mọi người đã thấy, với không gian này thì chắc chắn đây không phải là quán bán bánh mì rồi đó mọi người. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện trong tập bánh mì Sài Gòn? Tại vì dù hai tập nhưng quay cùng một ngày thì cũng đã đến lúc lòi bản họng mọi người ơi. Vì vậy, để giải tỏa những lúc lòi bản họng như thế này thì còn gì bằng khi mình ngồi, mình tịnh tâm lại,
Mình suy nghĩ lại từ sáng tới giờ, mình đã nạp bao nhiêu calo tinh bột, bao nhiêu miếng thịt, bao nhiêu miếng chả lụa, thịt nguội, bơ và tê chà bông. Cho nên mọi người, cho Nhi xin phép ngồi đây uống trà đạo một chút xíu. Nếu mà ai thích uống trà hay là có một cái không gian yên tĩnh ngồi nhâm nhi uống trà, ăn vài miếng gừng hay là mứt thì có thể đến quán này. Mình có dùng hồng trà thì có tất cả là 6 loại trà cơ bản. Thì trong đó hồng trà là cái loại lên men 100%. Nó sẽ không làm mình mất ngủ và thậm chí nó còn giúp mình ngủ dễ hơn. Chỉ có thể ngửi sơ qua cái mùi của hồng trà. Bước đầu tiên mình phải làm cho những cái dụng cụ pha trà của mình ấm lên. Và chỉ có thể ngửi thử cái mùi. Đó, bắt đầu trà nó dậy hơn. Chị dùng trà, em để đó. Cho chị 2 lon bia á bệnh. Chị để chén trà lên lòng bàn tay ha. Rồi, chị nhấn xuống. Vừa nhấn vừa xoay, vừa nhấn vừa xoay như vậy. Đây là một bước giúp mình massage. Massage tay mình tay. Dạ đúng rồi. À, chứ không phải mình uống cực 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 như uống bia uống rượu phải không em? Thơm quá ha. Cái trà này có giúp tiêu hóa tốt không em? Dạ có. Sáng dặn bánh mì đầy bụng quá. Uống cái là đi rồi. Này ngọt ngọt uống dễ nè, uống ngon. Chị cảm ơn em. Chị xem được không nha, không được nhận đọc được nha. Chị mời em đọc. Phải em đọc ha. Diệu tâm xuất môn phẩm hiền ái, nhi nữ nhập gia ý đức tài. Có nghĩa là cái tâm của người làm nghề, khi mà mình bước ra ngoài, mình bước ra khỏi nhà là mình sẽ đem lại cho mọi người những cái mà nó tốt đẹp nhất, những cái xuất phát từ cái tâm của mình. Rồi nhi nữ là nói là con gái. Con gái khi mà trở về gia đình, nhập gia là về nhà, thì lại là một người có đức, có tài. Trời ơi, sao viết đúng vậy chị quá vậy? Chị Nguyên khóc luôn rồi kìa. Dạ. Đẹp quá. Còn 2 cái. Chị cảm ơn em. Mì chả cá 17.000 một ổ. Chị Nguyên rất là hay mua ăn mì hoặc là mua chả cá không về nhậu á mọi người. Mình chả cá này là cá gì vậy anh? Cá này là cá thu con. Cá thu con. Anh bán đây lâu chưa? 10 năm. 10 năm. Ngay tại chỗ này luôn. À kìa em quẻ nó xuống kìa. Dự báo thời tiết uy tín ghê. Bao nhiêu vậy chị? 17 hả? Dạ 17. Rồi vô đây đứng ăn. Bánh mì chả cá Bùi Thị Xuân, thơm lừng gốc phố. Thơm thiệt chứ. Bánh mì cả ngày hửi cái mùi thôi mà cũng thầm thèm nữa mọi người. Mời mọi người cùng ăn chung với Nhi nha. Bánh mì không à, chưa gắn được chả cá. Mưa quá mọi người ơi, một không khí quá lãng mạn, mưa dột, ăn bánh mì chả cá, nước mưa dột vô ổ bánh mì. Thật sự, quá lãng mạn.
Lớp ngoài thì nó giòn, lớp trong vừa mềm vừa dai, hơi ngọt nhẹ. Thì có tương ớt vô nó hòa quyện với bánh mì á. Thêm những cái vị nước mưa dột vô đây nữa. Ổ bánh mì này phải nói là có 102. Đồ ăn ngon, phong cảnh hữu tình như thế này. Chỉ thiếu một người đàn ông đứng bên cạnh che ô cho mình thôi. Wow, nhìn My Hà với bé Tân thì là lãng mạn. Hình ảnh hai em đây thì lại thiếu ổ bánh mì giống chị. Đừng vui, đừng buồn, đừng vội buồn. Chị cắn một miếng nữa là sẽ tới hai em liền thôi. Ngon thiệt mọi người ơi, rất là chất lượng, 17.000 ngon quá. Lần đầu tiên nhân ở đây á, chị Nguyên ăn quà, nên chị Nguyên mới kêu qua đây ăn thử. Các bạn thân mến, bánh mì Sài Gòn chắc chắn là phải có thêm một tập nữa rồi, bởi vì một mình Nhi thì không thể nào biết hết những cái món bánh mì đặc sắc ở Sài Gòn. Cho nên Diệu Nhi hy vọng sau khi xem hai tập bánh mì Sài Gòn của Nhi thì mọi người có thể comment ở dưới đóng góp ý kiến cho Nhi, cũng như là gợi ý cho Nhi những cái quán bánh mì đặc biệt và lạ và phải ngon nữa ở Sài Gòn nha, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những địa điểm bánh mì thú vị cho các bạn bè ở trong nước và quốc tế. Thì có thể là ngày 28 tháng 6 năm 2021 mới có clip đó mọi người. Kênh YouTube của Nhi sở dĩ nó chưa được 1 triệu subscribe sau 10 năm đó là do chủ của kênh YouTube thì muốn quay không muốn thôi, còn người dựng thì muốn dựng hứng thì thôi. Và khán giả của Nhi cũng vậy, trên tinh thần coi thì coi, không coi thì cũng coi nhé mọi người. Thích thì share, không thích thì vẫn share mọi người. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Nhi nè, like và share kênh YouTube của Nhi cho các hội nhóm nha. Follow Instagram nè, rồi follow fanpage của Nhi nữa nha cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở trong tập sau, và đừng quên comment dưới cho Nhi biết nha. Bye bye.